Hey, trung tâm Advanced xin gửi đến các bạn cái bài dạy thứ năm, cũng là bài tổng hợp một số cái lệnh chúng ta đã học. Thì hôm nay mình sẽ có một cái bài tập để tổng quát lại những cái lệnh mà các bạn đã học. Thì đây là một cái dạng bài tập mà khi khi mình đã tham gia phỏng vấn vào công ty Duy Tân Lastic thì người ta yêu cầu mình thiết kế như thế này. Thì thiết kế sản phẩm 2D và 3D sản phẩm sau. Chọn một trong hai sản phẩm như thế này. Đây là hình ảnh. Thì mình đã chọn cái sản phẩm ghế chữ nhật và yêu cầu sản phẩm như sau. Trọng lượng của nó là 225 g cộng dung size là 7 g và người ta cho cái tỷ trọng BB là nhựa BB, tỷ trọng là 0,91 g trên cm khối. Thì khi chúng ta tham gia vào cái mảng thiết kế thì chúng ta có hai loại hình, là chúng ta phát thảo ý tưởng và để cho nhân viên khác thiết kế lại, và cũng như hoặc là chúng ta sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, là yêu cầu như thế này. Thì mình xin bữa nay hôm nay thì sẽ bắt đầu cái bài tập như thế này. Một dạng bài tập như thế này sẽ tổng quát rất nhiều lệnh, thì nó bao gồm như lệnh extrude, revolve, extrude cut, vân vân, swept. Thì đây là sản phẩm mình đã thiết kế cho công ty, sản phẩm sau khi thiết kế. Đây là từng bước của nó như thế này, thì mình đã soạn ra từng bước thiết kế như thế này. Mình sẽ mở một cái đấy. Thì khi chúng ta có số liệu thì tổng lượng nhựa BB tỷ trọng là 0,91 g trên cm khối, thì đổi sang đơn vị khối lượng trong kilo parametric là 9,1 nhân 11 trừ 7 kg trên mm khối. Thì sau khi mình thiết kế thì khối lượng là khoảng 226 g, là nằm trong khoảng dung size này. Đây, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi từng bước. Ta mở. Ta đặt tên bài tổng hợp, bài tập tổng hợp. Chọn mm bạc solid. Ok, thì đầu tiên ở đây chúng ta phải đổi từ đơn vị này sang đây là kg mm khối. Ở thiết kế này người ta cho chúng ta tỷ trọng thì chúng ta tính đổi lên như thế này, thì lúc chúng ta thiết kế thì chúng ta phải kiểm soát được các kích thước để nó đảm bảo được cái trọng lượng yêu cầu. Đầu tiên các bạn vào đây, file, repair và chọn model property. Ở đây change dòng unit. Có những bạn khi cài đặt xong thì đơn vị sẽ là mm newton second. Chúng ta sẽ chọn lại là mm kg giây. Bấm set nó. Ok. Lo. Thì lúc đó khi chúng ta điền vào thì nó sẽ hiện như thế. Chúng ta sẽ bước vào bước 1. Tắt này đi. Bước 1 là kích thước bao của nó là 260 184 và 148. Chúng ta sẽ dùng lệnh extrude trust để vẽ cái khối này. Có độ nghiêng là 5 độ và cao là 148. Chốt chọn mặt này. Ta vẽ từ tâm. À, 260, 184. 260. Đây là hình vuông rồi các bạn.
60. Tại cây thì tôi lên là 148. Đây là kích thước bao của cái ghế chữ nhật, thì nó có cái độ nghiêng như thế này các bạn, là 5 độ. Chúng ta vào đây option, ở đây điền là 5 độ, thấy chưa, chúng ta được khối như thế này. Ok, rồi chúng ta kiểm tra cái khối lượng của nó, chúng ta vào đây, đây analyze, vào đây smart property, ta điền vào đây là 9.1 sao 10. Nó chỉ hiểu là E. Chúng ta đổi ra kích thước tổng lượng là 9.1 nhân 10^-7. Một nhân 10^-7. E07. Đó các bạn, 9.1 như E07 là nó sẽ hiểu. Chứ chúng ta không được đánh như thế này. E từ 07. Rồi đâu đây select item kích thước của nó là tổng lượng của nó là đang 7,3 kg, rất là nặng, nhựa PP. Chúng ta phải kiểm soát được kích thước. Ok, chọn ở đây, chọn vào trọng tâm của nó, tâm góc tọa độ, ta tiếp tục để tạo ra khối. Bước tiếp theo là ta rau là R20. Control các bạn, control các kích thước này giống nhau nên ta control, để có gì ta thay đổi thì thay đổi một cạnh nó sẽ thay đổi theo. Vào đây 20, tương tự ta kiểm tra vào đây kích thước khối lượng của nó giảm xuống còn 7,2 kg. Ok, bước tiếp theo là chúng ta seal với bề rộng là 2 mm. Vào đây ta chọn lệnh seal, ta xem mặt này, đây là bề dày, thành dày của nó, chọn là 2. Các bạn phải lưu ý là khi thiết kế theo yêu cầu thì chúng ta phải bấm, phải kiểm soát được cái trọng lượng của nó. Đây nó còn 3,1, 3,2 nhân 10^-1, e trừ 0,1 là 10^-1 đó các bạn, tức là nó còn khoảng 316 gram, cũng còn tương đối lớn. Khi chúng ta tiến hành thiết kế, những bước tiếp theo nó sẽ giảm xuống. Ta đi theo bước thứ tư là tôi cắt để có ra biên dạng này. Thì chúng ta sẽ làm bước dưới đây, ta chọn sketch, chọn mặt này, ta chọn mặt này chứ, chuột phải ở đây remove. Nếu các bạn lỡ chọn mặt này thì chúng ta chuột phải remove thôi, ta chọn lại sketch. Chúng ta dễ sketch ở đây và extrude ra hai bên để cho nó tiện. Đây, chúng ta sẽ vẽ đường này là 23, đường này là 52. Chúng ta rotate, chọn cạnh này, chọn cạnh này, chọn cạnh này. Nếu mà các bạn không muốn thấy rõ thì vào đây. Đó, hiện vào đây. Rotate cạnh này,
ta dùng lệnh offset, offset thằng này giờ 23, bỏ offset thằng này, cái thằng này là 52, nó đang hướng ra ngoài, đây là chỉ mũi tên hướng ra ngoài thì ta điền từ 23 để vào trong, này là 23, ta vẽ một line chút giữa để kết thúc lệnh là 52, từ thằng này xuống đây là 52. Người ta dùng delete segment, cắt này đi. Các bạn muốn lên kích thước cứng thì chúng ta lên, đây là kích thước. Delete này đi. Khi mà cái sketch chúng ta kính thì nó sẽ hiện màu cam như thế này, màu vàng như thế này. Rồi chúng ta lên kích thước này nữa. Và ok, rồi ta có một sketch nằm ở giữa. Rồi chúng ta sẽ dùng lại Extrude. Lần này Symmetry Extrude cho hai hướng. Các bạn muốn kéo qua đây, kéo ngược lại gì cũng được, hoặc là chọn thế này. Chúng ta chỉ có hai hướng này thôi. Cắt đi, chọn vào đây là remove material. Ok, tiếp tục route R50, route tại đây các bạn, mình route R50. Các cái cạnh này route bằng nhau thì chúng ta cũng control nha các bạn. 50 Ctrl chọn cạnh này, lăn chuột giữa để zoom ba, tương tự cạnh này và cạnh này. Ok, ta đã được một cái chân như thế này. Tiếp tục dùng lệnh Extrude cho cái phần ngang thứ hai này. Mình tự ta vẽ một sketch. Ok, rồi chết nó đi, chọn cạnh này, chọn cạnh này, offset. Đây là cách 23, hồi này cũng cách 23, hồi này 52. Trừ 23, tương tự 23, vẽ một like. Rồi lên kích thước cho nó 52. Dùng lệnh delete segment nó, cắt đi, cắt nó đi, chọn màu đâu sẽ cắt cái đó, vẫn còn nó sẽ hiện màu đỏ lên cho chúng ta. Chuột giữa kết thúc lệnh. Rồi chúng ta lên kích thước đầy đủ 23. Ok,
cao si đần. Làm lại các bạn, chọn ở đây cao si đần, chọn điểm này và chọn cạnh này. Đó, nó sẽ trùng nhau. Sau đó chúng ta ok. Tương tự ta dùng Etrus hai phía cắt đi, kéo đến nào nó cắt thôi. Ok, đó, như vậy ta có bốn chân rồi bạn. Tiếp tục ta rao R35, rao tiếp tục. Vậy chúng ta Ctrl để chọn cạnh này các bạn, nhớ là Ctrl nha. Tương tự Ctrl, Ctrl đè giữ, như thế là đã có một cái ghế tương đối hoàn chỉnh. Và chúng ta phải kiểm soát được cái trọng lượng của nó. Bây giờ là hai, nó cũng gần đạt đến kích thước nhưng mà chưa đầy đủ các thành phần của nó, chúng ta cũng tương đối là kiểm soát được kích thước của nó, trọng lượng của nó. Ok, như vậy là đang rất là thành công. Tiếp tục bước tiếp theo, ta swap để tạo gân theo các đường viền này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn đường, chọn lệnh swap, sau đó ta chọn các đường như thế này. Ctrl các bạn, Ctrl chọn các biên dạng ngoài của này, chọn ở đây cho dễ nhìn các bạn. Nhớ là Ctrl chọn tiếp nha các bạn, Ctrl. Nếu mà các bạn lỡ bấm vào cái cạnh mà chúng ta không muốn chọn thì ta bấm lại lần nữa nó sẽ tự bỏ nha. Thí dụ lỡ bấm cạnh này, Ctrl ta vẫn giữ Ctrl đó, ta bấm tiếp nó sẽ bỏ ra. Tiếp tục vẫn giữ Ctrl các bạn, khi ta buông Ctrl ra nó cũng không có bỏ ra, nhưng mà khi muốn chọn cái cạnh tiếp theo thì chúng ta phải bấm Ctrl. Tương tự Ctrl, các đồ này phải liên tiếp nha các bạn, đừng có chọn lung tung nha các bạn. Rồi ta chọn biểu tượng này, dường như cái đường chúng ta bị lỗi. Chúng ta làm lại các bạn, web chúng ta chọn này, xin lỗi các bạn là chúng ta ship các bạn, ship chọn nó mới hiểu. Ctrl chúng ta vẫn chọn được, ta thử một lần. Đó, ship làm lại các bạn, nhớ là ship nha, nhấn nút ship, tỏ phím ship và chọn đường đó. Mình nhầm, Ctrl vẫn chọn được, shift nhớ là shift và chọn
Các bạn lưu ý là nhớ bấm Ctrl Shift nha, Shift và chọn cái đường tiếp theo, đè giữ Shift, có phím Shift và chọn. Mình xin lỗi vì mình nhầm. Các lệnh này không khó các bạn nhưng mà nó rất là nhiều, cho nên nhiều khi mình sẽ bị nhầm vì sử dụng một lúc rất là nhiều phần mềm. Mình xác định nó là nằm điểm nào, đây là điểm này mình cần vẽ. Mình sẽ vẽ biên dạng như thế này là phi 4, phi này là 4. Mình sẽ xoay qua xem nó như thế nào, là chúng ta sẽ cần bỏ góc 3 góc phần tư này và lấy góc bên đây. Cơ sở delete bỏ những phần này, cho kính nha các bạn. Rồi nó đã kính rồi, ok. Đó là cái đường chúng ta đã quét theo, các bạn quan sát kỹ nha. Đây là đường quét theo chừng cái gân của ghế đã ok. Chúng ta đã bị lộn chiều rồi, đây chúng ta mới sửa lại vào đây. Xóa cái sketch đó đi, mình vẽ lại. Vô. Mình chọn vào đây, sẽ tự bắt. Delete bây giờ đúng rồi đó các bạn. Lúc nãy chúng ta nó khó nhìn, cái view của chúng ta khó nhìn. Ok. Đã hoàn thành. Chọn gân. Đó các bạn. Chúng ta đi bước tiếp theo. Chamfer cái cạnh sắc bén. Đây là lệnh chamfer. Ở đây một chăm pha cái này bạn, tiếp các bạn. Tiếp tục. Chamfer là để các cạnh bén này không ảnh hưởng.
ta lựa chọn thì chúng ta bấm vào nó, shift bấm vào nó. Shift vào đây. Delete. Tiếp tục các bạn. Rồi, chọn cảnh cuối cùng. Ok. Chúng ta hãy kiểm tra kích thước. Kiểm tra tổng lượng các bạn. Chọn vào đây. Vẫn các cái thước nó vẫn còn như vậy, thì khi chúng ta thêm gân và ribbon nó này thì nó sẽ tương đối. Đây là bước tiếp theo, thì chúng ta sẽ ribbon mặt dưới này. Đây chúng ta sẽ vào sketch cho mặt này các bạn. Ta vẽ hình hộp chữ nhật như này, lên kích thước này, cách này ta reference đường này đi để làm đường chuẩn, lên kích thước này là 15, tất cả cách 15 á các bạn. Đó đủ ràng buộc. Ok. Giờ chúng ta round các fillet cái cạnh này 10. Ở đây fillet này, cái này và cái này. Đây là các cái bán kính nó sẽ khác nhau. Thì giờ chúng ta sẽ chọn y qua. Chọn cái này, control. 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 Rồi chọn giữa cái thuộc lệnh. Này sẽ là 10. Ok. Bây giờ ta sẽ chọn lại scrap. Chọn cái này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ẩn cho nó thấy. Chúng ta sẽ vẽ đường toàn bán kính là đường kính là 2. Vẽ bự lên các bạn, rồi chúng ta lên kích thước sau. 2. Rồi chúng ta vẽ đường này. Nó tự bắt cái tự bắt điểm góc 1/4 cho các bạn. Delete sigma. Chọn mấy giới. Ok. Rồi. Ok, đó, sau đây nó sẽ quét theo biên dạng như thế. Chúng ta sẽ có cái thành như vậy. Đó các bạn. Chúng ta đi bước tiếp theo là row một ở đây, row một, row đây nè các bạn. Các đường này nó tiếp tiến với nhau thì tôi sẽ tự chọn các bạn. Ok, chúng ta kiểm tra tổng lượng. Chọn vào đây. Nó là 2,2 222 gram, tương đối là kiểm soát được. Nếu như mà nó không đủ kích thước thì chúng ta thay đổi cái address này, sẽ kích thước sẽ tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo. Rồi, bước tiếp theo. Bây giờ ta sẽ tạo ba cái mặt phẳng. Tạo mặt phẳng đi qua đường này và mặt phẳng đi qua đường này.
để có một cái gân. Giờ chúng ta sẽ tạo gân này. Chúng ta sẽ tạo gân này. Gân này và gân này. Đây không phải là hình vuông cho nên đây là hình chữ nhật cho nên ba mặt phẳng nó sẽ không cắt nhau qua cái đường này. 4 x 4 4 gân. Buộc chúng ta phải tạo từng cái mặt phẳng như thế này. Đây là một mặt phẳng và đây là một mặt phẳng. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo mặt phẳng. Vào đây. Chúng ta sẽ tạo bôi. Nghĩa là mình sẽ làm lại các bạn. Mình sẽ tạo một mặt phẳng đi qua ba điểm. Chúng ta có nhiều cách, rất nhiều cách để tạo tạo nhiều mặt phẳng. Ví dụ như đi qua hai đường thẳng, đi qua một đường thẳng. Đi qua một đường thẳng thì nó sẽ xoay. Một đường thẳng là một điểm. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo đi qua ba điểm, đi qua vuông góc với mặt này. Đầu tiên mình chọn cạnh này. Đó. Đây là ratio, là tỷ lệ trên đường cong đó là 0.5, nó sẽ nằm ở giữa. Ok, một điểm. Thứ hai, chọn điều này cũng là 0.5, sẽ nằm ở giữa. Ok, tương tự mình sẽ chọn bên đây là 0.5, sẽ nằm ở giữa của cái cung này các bạn. Khi chúng ta chọn cái cung này thì tỷ lệ nó sẽ chia đều ra, đây là nằm ở giữa. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một plane đi qua đây. Control, chọn điểm này. Control, chọn thêm điểm này. Đó là một khoảng đi qua điểm này. Nhưng mà không đảm bảo được đi qua vuông góc như thế này các bạn. Chúng ta quan sát kỹ. Nó không đi qua vuông góc như thế này. Buộc chúng ta phải thiết kế lại như thế này. Ta xóa mặt len này đi. Để. Xóa điểm này. Chúng ta tạo một bo khác. Bo nó sẽ nằm ở đây. Nằm trên đường này. Bất kỳ đường nào nằm trên cung này cũng được các bạn. Chọn là 0.5. Ok. Tương tự ta tạo một len đi qua ba điểm này. Control, chọn len thứ hai. Đi qua. Điểm này đã bị dư các bạn. Ta tạo một bôi nằm ở đây. 0.5. 3 điểm như thế này. 1, 2, 3. Ok. Lên. Control chọn điểm này. Và control chọn điểm này. À, bây giờ lên nó đảm bảo đi qua như thế. Ok. Giờ chúng ta sẽ tạo gân như thế. Ta có hai cách tạo gân như thế này. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn cách tạo gân Etude. Để cách Etude nó sẽ khó hơn. Và các bạn có thể áp dụng nhiều trường hợp hơn là clip này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn mặt này. Chúng ta phải tạo thêm một mặt phẳng đi qua đường này nữa. Tương tự, ta chọn một boy nằm trên cạnh này. Cạnh nào cũng được các bạn, miễn sao là ba đường thẳng, ba đường tròn nằm ở cung này cũng được. 0.5. Ok, một bôi tiếp theo nằm trên cung này. 0.5. tương tự, một bôi tiếp theo nằm trên cung này. Cung nào cũng được các bạn. Rồi ta tạo một plan qua điểm này. Control chọn điểm tiếp theo. Bây giờ đã đi qua thấy ok.
Tương tự bây giờ mình sẽ tạo etode. Giờ chúng ta chọn mặt này và dễ màu sketch. Ta ấn lên headline và ta chọn reset, chọn đường này và chọn này. Các bạn xóa đi, đây là chọn như thế này. Và bây giờ ta vẽ một cái sketch này, ví dụ như 30 mình sẽ làm cho nhau đây 140. Ok, và ta delete sức mạnh, xóa đi đi. Ok, rồi bây giờ chúng ta hiện lên. Rồi chúng ta dùng lệnh stroke chọn ra hai phía là hai thôi đó các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ dùng lệnh mirror để mirror qua đây, mirror một khoảng này. Ok, chúng ta không thể mirror qua đây vì cái góc nó khác nhau các bạn. Mình sẽ ví dụ cho các bạn dùng mirror. Có thể sẽ có sai số thì chắc chắn thì bạn phải thiết kế đường bên đây sau đó mirror qua đây. Trong trường hợp này chúng ta có thể mirror được. Ok, chúng ta có các gân như sau đó, chính là gân. Bây giờ chúng ta rao này là một. Chúng ta có bốn gân như hình. Tiếp tục ta bước tiếp theo đây, tùy các bạn muốn lên kích thước sao cũng được, mình chỉ phát thảo để cho các bạn thấy rõ thôi. Bây giờ bốn góc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rao. Rao tới đi, chúng ta sẽ rao ở cạnh này. Một. Control chọn các bạn. Control chọn nha các bạn. Những nút rao này rất là nặng. Tiếp tục rao, cạnh trên chọn các bạn, chọn cạnh trên và chọn cạnh này. Tương tự rao, chọn cạnh này, chọn cạnh này. Chọn cái này đã. Ok, đó các bạn, chúng ta có một bốn gân của bốn góc chân chịu lực. Nó rất là có ý nghĩa đối với cái ghế các bạn. Nó rất là, khi mà thiết kế bốn gân như thế này thì nó sẽ chịu lực lại cho cái ghế các bạn. Ta đã tương đối hoàn chỉnh và bây giờ chúng ta kiểm tra khối lượng. Đó đây. À, nó 2.2 kg. Nó khoảng 220 g. Tương đối. Bởi vì khi chúng ta vẽ theo cái test này thì đã tương đối hoàn chỉnh rồi, bởi vì mình đã soạn ra rồi. Giờ mình sẽ tạo hai cái datum len để tạo gân như thế này, để tạo gân cho bốn góc như này, tạo bốn gân như này.
Giờ mình sẽ tạo một cái len, cách len ở giữa là 50. Ta hiện đã tung len lên. Ta mở đầu len. Tạo một len này. Cách này là 50. 50 về phía này. Kéo về đây. 50. Từ mặt này ta vẽ một sketch. Chọn vào đây bạn, sketch. Rồi chúng ta hiện lên hidden line, chúng ta rồi check chọn cái này, chúng ta sẽ vẽ cái góc như thế này. Đây là 20 và góc 45. Lên kích thước các bạn. Cách đây là 20. Và góc này sẽ là góc 45. Chuột giữa. Rồi, thì lấy sẽ bằng. Chọn cái này. Rồi, chúng ta đã là sketch kính rồi, chúng ta chọn vào đây. Hiện lên. Ok, và chọn export. Thì chúng ta chọn qua hai phía. Là 2. Ok. Tiếp tục. Chúng ta sẽ mirror. Đây là 20. Chúng ta sẽ tạo một slant. Cách đây là 25 các bạn. 12.5. Ok. Tạo một len, cách len này là 12.5. Rồi chúng ta chọn cái stroke vừa nãy và ta mirror qua mặt này. Ok, rồi chúng ta chọn này và này, control chọn và mirror qua này. Đó, ta đã có 4 cái tương tự, ta chọn nó, control chọn tiếp, control chọn tiếp, control chọn và mirror qua này. À, tương tự ta có hai bên tương tự như thiết kế. Tương tự ta vẽ một, tương tự ta chọn một sketch trên cái mặt phẳng này. Phẳng này các bạn, phẳng vuông góc ha. Chúng ta chọn sketch. Rồi chúng ta ẩn hidden line. Rồi check. Chọn các đường này. Tương tự. Lên kích thước. Và góc này là 45 độ. Ok, đi lát sẽ bằng. Ok. Rồi chúng ta hiện lên. Hiện khối lên. Sau đó thì chốt nó là chọn vào đây. 2. Ok. Tương tự ta chọn nó rồi, nó đã chọn rồi, giờ ta chọn mirror qua mặt này, qua mặt ở giữa các bạn. Ok, ta có. Tương tự như vậy ta brow nó đi, brow mặt này là 1 1, kênh này 1. Nếu chúng ta brow nhiều quá thì chúng ta không nên, vì nó rất là nặng, ta nên brow từng cái. Ok,
tương tự sao ta chọn cạnh này, cạnh này ta nên chia ra rau từng cái, cái gì lệnh rau mà rau nhiều rất là nặng các bạn, máy phải đủ mạnh mới xử lý nhiều cái lệnh như thế này. Thì trong AutoCAD khi chúng ta vẽ từng khối khác nhau thì buộc chúng ta phải cộng lại, nhưng trong phần mềm Real Parametric cũng như một số phần mềm như CATIA, NS, UniRapid vân vân hoặc là SolidWorks thì những khối khi chúng ta vẽ thì nó sẽ tự cộng lại với nhau, các bạn yên tâm điều đó. Nếu mà không cộng được với nhau thì chúng ta không thể nào kiểm tra kích thước. Ok, tương tự chúng ta rao các cạnh còn lại nha các bạn, sẵn đây mình sẽ rao luôn. Những lệnh rau và ba tầng thì rất nặng các bạn, nó sẽ tạo ra khối từ cái khối gốc cũng như là rau xử lý rất là nặng. Khi chúng ta thiết kế một sản phẩm thì chúng ta như mình đã nói thì chúng ta có hai cách, hoặc là chúng ta thiết kế thành ý tưởng của chúng ta và sẽ có một người thiết kế lại cho kích thước hoàn chỉnh, hoặc là các bạn sẽ thiết kế theo yêu cầu khách hàng cũng như là thiết kế theo yêu cầu của người phát thảo ra cái ý tưởng. Chúng ta phải đảm bảo những cái điều kiện như mình đã nói là đảm bảo khối lượng yêu cầu, kích thước bao vân vân. Thì bài học tiếp theo chúng ta sẽ về số phép, chúng ta sẽ thiết kế một số chai nước vân vân và một số cái chi tiết số phép bề mặt. Ok, đã rào gọi tắt những này đi, tương đối hoàn chỉnh, chúng ta có lượt chẳng vào đây. Hai trăm hai mươi ba, khoảng 223 gram tương đối. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế phần trên, tiếp tục các bạn. Đây, chúng ta sẽ extrude phần này, thiết kế bề mặt kế bằng lệnh extrude. Tương tự chúng ta sẽ sketch cho mặt trên này. Ok, chúng ta rồi check, rồi check các cạnh này. Khi các bạn đưa chuột lại thì nó sẽ tự hiện cạnh lên thôi. Rồi khi chúng ta chọn rồi check, bấm chọn cạnh nào. R20. Select. Rồi chúng ta sẽ chọn đi qua. Chọn cái cạnh này, control nha các bạn, control mình sẽ là hai control chuột giữa để kết thúc lệnh. Ok, thì chúng ta sẽ trước lên là 0.2. ok, bề mặt này sẽ được trước lên là 0.2. thì đây là kích thước mình đã tính toán để lên được cái như thế này, để vẽ như thế này. Thì đây là một cái sketch rất là lâu nên các bạn có thể tham khảo. Khi đến trung tâm học thì mình sẽ cung cấp một số tài liệu như là bài tập hướng dẫn chi tiết mình đã soạn như thế này, các bạn cứ yên tâm.
mình sẽ có một file bài tập PDF hướng dẫn từng bước như thế này, các bạn chỉ chịu khó làm theo cũng được. Đã tới tên rồi thì tiếp tục thì mình xin trình bày tiếp bên đây. Thì khi đó thì mình sẽ để trước xong tới bước này đây đó, mình sẽ trước lên 0.1 và 0.2, lúc nãy là mình 0.1 0.2, bên đây là mình 0.1. ok, tương tự mình tiếp bước thứ hai ở đây, mình sẽ chọn mặt đó và mình sẽ vẽ một sketch. À, mình sẽ vẽ một cái có kích thước như thế này, kích thước này phải kính các bạn, để ví dụ nó sẽ đi từ đây đến đây, đi như thế này, đi theo đường này. Ok, và sau đó chúng ta chọn vào đây mu material, nó sẽ trừ đi, chúng ta được như thế này. Tiếp tục bước tiếp theo thì chúng ta sẽ có như thế này. Đây, đây là cái sketch mình sẽ vẽ rất là lâu các bạn. Đó, khi mình vẽ xong rồi mình cũng tương tự mình chọn biểu tượng này hoặc là không, cắt hoặc là không. Ok, tiếp đến mình sẽ mirror qua tương tự giai đoạn mình thứ hai, mirror qua, mirror qua, tương tự mình sẽ có một cái effect này. À, tại vì những cái sketch này rất là khó vẽ các bạn, vẽ là một buổi đó các bạn. Tương tự mirror qua là như thế này, rồi sau đó round. Đó, mình đã round tốt rồi. Ok, thì khi xong mình sẽ kiểm tra kích thước như thế này. Mình sẽ kiểm tra kích thước vào đây. Đó là 226 nhân 10 mũ trừ 1 kg, có nghĩa là 226 nhân mũ trừ 1 kg, nghĩa là 226 g, thì đạt yêu cầu. Thì các bước thực hiện là như vậy đó các bạn. Thì để tô màu thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Người ta vào render, vào đây chọn màu đỏ. Đó, ta sẽ chọn từ mặt, control chọn mặt các bạn. Ok, nó ra màu đỏ. Tiếp tục. Ok, các bạn muốn xóa đi, control Z cũng được, hoặc là chúng ta vào đây chọn base layer variant, chọn mặt control, xóa đi. Ok, chúng ta đôi khi chúng ta khi thiết kế nó sẽ bị lỗi cho nên chúng ta không chọn một cái width được. Chúng ta sẽ chọn màu đỏ và chọn mặt như thế này dễ các bạn, control các bạn, tương tự muốn mặt tên màu trắng thì mình chọn này. Thì đó là cái bài học hôm nay. Thì khi thiết kế thì đây là bài học cũng rất quan trọng, khi thiết kế chúng ta sẽ bám sát theo cái yêu cầu của khách hàng. Vâng, thì ở cái bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế về sắp phệt cũng như là vẽ một số chai nước.
thì mình sẽ có một số bài như thế này. Ở đây. Bài tập. Đây là chai nước. Vâng, đây là sốt vịt. Ví dụ tiếp theo. Freestyle. Đây. Đây là freestyle thiết kế. Thiết kế này rất là có ích các bạn. Nó rất là linh động. Các bạn. Chai nước như thế này. Rồi. Các bạn. Một số cái chi tiết mà mình thiết kế như đây, đây là bộ khuôn, đây là tách khuôn cho cái khay cơm, vâng, một số cái demo như là gia công, chương trình gia công đây bị lỗi. Đây các bạn. Ví dụ các bạn. Đây là phần gia công của Rio Paramedic. Vâng, mình sẽ học từ từ từng phần. Các bạn cũng đừng nên ra quá gấp gáp. Chúng ta sẽ học phần này để chắc phần đó. Các bạn. Ví dụ chai nước như thế này, đây là chai mình tự thiết kế, vâng. Ok, đây các bạn, rất thú vị các bạn, tương tự như đây là chai Coca-Cola à. Thì bài tập tiếp theo mình sẽ có một số bài tập như thế này để hướng dẫn các bạn. Thì bài tập hôm nay là kết thúc, thì các bạn có thể vào trang web của trung tâm advancededo.vn để ghi danh, nhận tài liệu cũng như là thanh toán học phí vân vân. Thì kính chào các bạn.